Đây này, em mời các bác ngắm này. Một cái cây này là cây sóc nhá. Sóc nhá các bác nhá. Một mẹ năm thằng con như thế này. Một mẹ năm thằng con nhá. Con cũng khá là lớn rồi. Đấy. Nó là nguyên bản từ rừng nhá các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này, em để cho các bác với giá là 2 triệu nhá. 2 triệu nhá. Đấy. Nguyên bản từ rừng luôn. Mà lá to nhá. Lá sóc, sóc Bình Thuận đấy ạ. Cho giò số 1 nhá. Đây số 2 này các bác này. Một cái giò gà, đùi gà tròn nhá các bác nhá, hàng lùn nhá. Khá là đẹp. Bác nào lấy cái giò này, em để cho các bác với giá là 280.000 nhá. 280.000 nhá. Cho giò số 2 nhá. Số 3 này các bác này, một mẹ hai con. Đấy. Cây này không phải là con của nó nhá các bác nhá. Đấy. Cây khác, hai cây. Như thế này. Lá này được 6 sen nhá, 6 sen nhá. 6 sen nhá. Mà lá từ gốc luôn. Bác nào lấy giò này em để cho các bác với giá là 3 triệu 500 nghìn. 3 triệu 500 nhá. Cho hình số 3. À, em mời các bác ngắm cáo nhà em nhá. Cáo nhà em thì nó càng ngày nó càng đẹp. Đây bác nào lấy cái giò cáo này được này. Giò cáo này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 3 triệu nhá. 3 triệu nhá. Quá to luôn. Quá đẹp. Cái này là 5 hay 6 con này các bạn này. Đấy, con nó to như thế này mà. Đấy, con nó to. Bác nào lấy cái giò này, chậu 40 nhá. Lá được 5 sen, cái cây to lá được 5 sen nha. 3 triệu nha. Cho giò số 4. Đây. Chậu này là chậu 35 thôi. Đó nha. Lá thì siêu to khổng lồ. Đấy. Lá này được 5 sen rưỡi trở lên nha các bác nha. Lá được 5 sen rưỡi trở lên này, này lá ngọn này các bác này. Đỉnh cao. Quá đẹp luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2 triệu 500 nghìn. 5 sen rưỡi nha. Cho hình số 5. Đây em có một cái cây cáo này là cây cáo lá 6 sen rưỡi nha các bác nha. Lá 6 sen rưỡi nha. Một mẹ hai thằng con. Bác nào ưng thì alo em nhé. Khá là đẹp. Đây này các bác này. Cái giò này là giò hoàng nhạn tháng 4 nha các bác nha. Hoàng nhạn tháng 4 nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn là em đã bao gồm phí ship rồi nha. Cho hình số 6 nha. Đây số 7 này. Lá cũng 5 sen này các bác này. Lá cái này 5 sen, hơn 5 sen một chút nha. Một mẹ 7 thằng con. Đấy, bác nào lấy cái giò này nha. Em để cho các bác với giá là 2 triệu 500 nghìn nha. 2 triệu 500 nha. Lá cũng khá là ngắn nha các bác nha. Đó. Cho hình số 7. Đây số 8 này các bác này. Đây là một cái giò đùi gà tròn Lai Châu nha các bác nha. Một giò đùi gà tròn Lai Châu như thế này. Hàng một dè nha. Cái này cũng phải 7-80 thân nha. Toàn thân hoa hết. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2 triệu 500 nha. 2 triệu 500 nha. Này các bác này. Toàn bộ thân tơ hết, không có thân già. Đó, thân già em đã cắt hết rồi. Thân này năm nay nó ra hoa nha các bác nha. Đấy. Nó ra rụng lá thì nó ra hoa thôi. Hàng một dè nha, 2 triệu 500 nha. Cho hình số 8. Đây số 9 này các bác này. Đấy, một cái giò chồn nhà em nó to nó đẹp như này. Cái này em mới ghép đây nhá. Cái chậu này chậu 40 thôi.
Chậu này chậu 40 ở cao 45, 50 gì đấy. Khá là ok. Bác nào lấy cái giò này, em để cho các bác với giá là bác nào lấy thì cứ alo em đi. Đây gà này. Đấy gà rừng nha, nó đột biến nó thành ra là thành gà như nó lại lai hoa trần hoa thì hoa Trần Tuấn, cây thì cây gà nha các bác coi nha. Đó. Khá là đẹp như thế này. Toàn ki rồi các bác ạ. Mầm gốc thì có hai mầm gốc mà. Còn toàn ki. Đấy bác nào lấy cái ki to này em để cho các bác với giá là 150.000 nha. Còn ki bé là 100. Cho hình số 10. Đấy cái bác này. Đây đẹp chưa? Đấy, quá đẹp luôn. Được 5 bông hoa nha, 5 bông hoa nha. Cái này không phải là tháng nhạn tháng 8 nữa mà là tháng 11 nó mới nở được nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này được 3 con ở dưới nha. Đấy. Bông khá là đẹp luôn. Bác nào lấy giò này em để cho các bác với giá là 3.500.000 nha. Cho hình số 11. Đây số 12 sơn thủy tiên họng đen nha các bác nha. Cái này là sơn thủy tiên họng đen. Em bảo hành đến chân răng luôn. Đến chân giường nha các bác nha. Đấy, quá thuần luôn. Mập ú luôn nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 3.500.000 nha. Này, các bác này. Nhìn dáng thế nó cũng đẹp cơ các bác ạ. Hai dề nha. Hai dề nha. Cho hình số 12. Đây nha các bác nha. Một cái giò này người ta gọi là cáo cáo đỏ nha các bác nha. Cáo đỏ nha, cũng có trên chục cây cáo đỏ đấy các bác ạ. 22 cây một giò như thế này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 5 triệu nha. 5 triệu nha, cho giò số 13 nha. Đấy các bác này. Một bụi cáo siêu to khổng lồ. 3-4 cây. Và con thì khá là nhiều nha các bác nha. Con khá là nhiều luôn. Lá cũng tương đối là to. Trên 5 sen hết đấy. Cái này phải 5 sen hơn. Đấy. Bác nào lấy cái giò này nha. Đấy, đẹp chưa? Đỉnh cao luôn. Bác nào lấy giò này em để cho các bác với giá là 4.500.000. Cho hình số 15 nha. Số 16 này. Lá này thì cũng được gần 6 sen nha. Lần gần 6 sen 2 cây nha. Mình nó quá to luôn này các bác này. Đó. 2 cây nha. Cây này cũng có con này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 4 triệu nha. 4 triệu nha. Cho hình số 16. Số 17 này. Một cây quế nhan này. Như thế này. Bác nha. Bác nào lấy cái cây quế nhan này em để cho các bác với giá là 2 triệu. 2 triệu. Cho hình số 17. Đây này, các bác này. Một cái giò gà như thế này. Này các bác này. Nhìn đã chưa. Toàn bộ thân tơ hết nha các bác nha. Toàn bộ thân tơ hết. Một giò to như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 nha. Thôi, hôm nay nha. Giảm sâu cho các bác luôn 1.200.000 nha. Cho hình số 18. Đây, số 19 này. Kiều trắng này. Các bác này. Đấy, một giò kiều trắng to như này nha. Bác nào lấy cái giò kiều trắng to như này em để cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha. Cho hình số 219.
số 20 này, vẩy dòng này các bác này, thuần rồi nhá các bác nhá, thuần rồi nhá. Như thế này nhá, hàng một dè nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300.000 nhá, 300.000 nhá, vẩy dòng nhá. Cho hình số 20. Đây, các bác nào ít tiền thì lấy cái giò sơn thủy tiên hồng đen này. Hàng bé này thôi. Các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nhá. 400.000 nhá. Cho hình số 21. Số 22 này các bác này. Đấy, một giò sơn thủy tiên như thế này. Đấy, giò này khá là đẹp, đều cây nha các bác nhá. Sơn thủy tiên họng đen nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 600.000 nha. Cho giò số 22. Số 23 này, cẩm báo này các bác này. Cẩm báo nha. Các bác nhá. Ghép gỗ nha. Bác nào lấy cái giò này em để các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Cho hình số 24. Số 25 này các bác này. Một giò hoàng nhạn tháng 4 như thế này. Hai cây nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 150.000. Bán xả luôn. Cho giò số 25. Đây à. Em lấy cái giò hạc vĩ xuống quay cho các bác này. Thì đỉnh cao. Đây, các bác này. Một giò hạc vĩ vùng quanh nhá. Như này nhá, dài nhá nhá. Đấy. Bác nào lấy cái giò hạc vĩ này em để cho các bác với giá là 600.000 nhá, 600.000 nhá. Cho hình số 27. Đây, số 28 này các bác này. Một giò hạc vĩ to. Đây nhá. Đấy. Đây nhá, các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 600.000 nữa nha. Bác nào lấy giò nào cũng được. Cho hình số 28. Đây, các bác xem trầm rừng nha em đây. Trầm rừng nha các bác nha. Mà nó dài như thế này. Đấy, các bác này. 7 thân ngắn dài nha các bác nha. Một thân dài 2, 3, 4, 5. 4 thân dài. 3 thân ngắn là 7 thân. Các bác nha. Dài của nó là cái này là nó được 60 cm nha. 60 cm, hơn 60-65 cm đấy các bác. Thân nào dài nhất 65 cm đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 750.000 nha. 750.000 nha. Cho hình số 29 nha. Số này là số 30, một thân dài 2, 3, 4, 5, 6 thân dài. Và có 4 thân ngắn các bác nha, 4 thân ngắn nha. Bác nào lấy cái giò này dài như thế này mà
Em để giò này cho các bác với giá là 950.000 nha. Cho hình số 30. Số 31 này, ba thân hoàng thảo ú lồi, dài như thế này các bác nhá, 70-80 cm đấy nhá, được 5 mầm gốc nhá, 5 mầm gốc nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nhá, 400.000 thì cước mất 50 rồi, còn có 350 thôi các bác. Cho hình số 32. Số 33 này, một giò cẩm báo như thế này nha các bác nha, thuần lâu năm nha, về các bác chỉ sẵn tưới mà chăm lên đến mùa hoa thôi. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 nha. Cho hình số 33 nhá. Số 34 này các bác này, một giò hoàng thảo Henley này các bác này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Những cái đơn nào ít các bác gộp đơn cho em nha, chứ 200.000 nó không bao ship đâu đấy. Cho hình số 34, số 35 này, hoàng thảo tam bảo sắc này. Nó nhìn nó bé bé như này, nó là như hoa siêu to nha các bạn nha, hoa siêu to nha. 200.000. Cho hình số 36, số 37 này, một cái giò kiều mỡ gà nha các bác nhá. Kiều này người ta gọi là kiều mỡ gà nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 700.000 nha, 700.000 nha. Cho hình số 37. Đây các bạn này, số 38 này, một cái giò tròn như thế này. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha. Cho hình số 38. Số 39 này, một giò tròn như thế này. Bác nào lấy cái giò tròn này em để cho các bác với giá là 480.000 nha, 480.000 nha. Cho hình số 39. Đây này, em có một cái cây cáo lá thì 5 sen. Như nó phân nhánh thì siêu nhiều luôn. Em vừa mua được về thôi nhá các bác nhá, mới trồng lại thôi. Đấy là hàng bóc thôi nhá. Này, hai thân nó đều mở hoa phân nhánh nhiều nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.500.000 nhá. Cho hình số
41 này. Một cái cây cáo phân nhánh như thế này nha. Hoa cũng khá là dài nha các bác nhá. Hoa nó dày dặn. Một cái cây cáo phân nhánh như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 650.000 nha, 650.000 nha. Cho hình số 40. Số 41 này, kiều dẹt này, các bác này. Có 4 mầm gốc đang lên này nữa nha, các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000. Cho hình số 41, số 42 này các bác này. Đó. Một giò kiều dẹt như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 280.000 nha, 280.000 nha. Đây nha. Cho hình số 42. Số 43 cẩm báo 4 cây như thế này. Các bác nha. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 120.000 nha, 120.000. Cho hình số 43. Số 44 này các bác này. Đùi gà nhà em này các bác này. Cái thân này ấy nó nhìn như một cái ngón chân cái luôn các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 nha, 250.000 nha, đùi gà tròn Lai Châu nhá. Cho hình số 44. Số 45 này các bác này. Đây, ngọn thì đây. Nhăn nhá, ngọn nhăn nhá, có một cây ngọn nhăn nhá. Đây. Nó như thế này nhá các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này, em để cho các bác với giá là 2.300.000 nhá. 2.300.000 nhá. Đấy, to như thế này. Cây to lá nhăn này là được lá được 5 sen nhá, còn cây bé kia thì không được nhá. Cây này không được nhá. Còn cây nhăn này thì được nhá. Cho giò số 45. Số 45 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu ạ. Còn bác nào muốn lấy thuốc mới lại lấy bả sên thì cứ báo em nhá. Thuốc bón lá đấy ạ.